Kính chào thầy và các bạn. Em tên Trịnh Chí Bền, đến từ lớp IBK43. Hôm nay em xin trình bày về chủ đề cơ chế giảm đau của ngải cứu. Trước hết em xin nói một vài nét về ngải cứu. Ngải cứu là cây thảo sống lâu năm, cao từ 0,4 tới 1 mét, thân cành mọc xum xê, có rãnh và lông nhỏ. Đông y coi ngải cứu là một vị thuốc có tính hơi ôn, vị cay, dùng làm thuốc ôn khí huyết, trực hàng thấp, điều kinh, an thai, dùng chữa đau bụng do hàn, kinh nguyệt không đều, thai động không yên, thổ huyết, chảy máu cam. Toàn cây ngải cứu chứa tinh dầu với hàm lượng từ 0,2 tới 0,34%. Thành phần chủ yếu tinh dầu là các monoterpene và terpenoid, ít adenine, choline. Bên cạnh đó, ngải cứu có chứa các loại hoạt chất sinh học khác như flavonoid, tannin, saponin. Các chất này được nghiên cứu chỉ ra rằng có khả năng chống viêm và giảm đau. Về cơ chế chống viêm và giảm đau của ngải cứu, dựa trên sự ức chế cellulooxygenase và ức chế lipooxygenase, từ đó làm giảm tổng hợp prostaglandin và giảm tổng hợp các hợp chất gây viêm khác, nên có tác dụng giảm viêm và giảm đau. Cụ thể, flavonoid có thể ức chế hoạt động của lipooxygenase và cellulooxygenase. Bên cạnh đó, chúng có thể liên kết cạnh tranh với vị trí xúc tác của ATP để ngăn chặn hoạt động của enzyme điều hòa protein kinase và giảm phản ứng viêm. Tannin và terpenoid có nhiều trong ngải cứu có liên quan đến tác dụng ức chế enzyme cellulooxygenase, chủ yếu là COX-2. Terpenoid có thể ức chế phản ứng viêm bằng cách cản trở hoạt động của yếu tố hoại tử khối u cytokine, interleukin 2, interleukin 4, interleukin 6 và enzyme tổng hợp oxit nitric cảm ứng. Saponin có thể chống viêm qua việc ngăn chặn tác dụng sinh học của bradykinin và các hoạt chất trung gian gây viêm khác. Phần trình bày của em đã hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.